tiếp cận khách hàng tiềm năng và giữ chân khách hàng cũ để gia tăng doanh số bán hàng. Kính chào quý anh chị và các bạn, em là Lệ Chi, là chuyên viên đào tạo của công ty MegaStep, hệ thống bán hàng đa kênh GoSell. Ngày hôm nay thì chào mừng quý anh chị đang đến với chủ đề cách tiếp cận khách hàng tiềm năng và giữ chân khách hàng cũ để gia tăng doanh số bán hàng. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chủ đề này các anh chị nhé. Đầu tiên em xin được trình bày về những cách tiếp cận khách hàng tiềm năng. Dạ, thì có rất là nhiều cách để chúng ta tiếp cận khách hàng tiềm năng. Có nhiều người thì nói là mở rộng vòng tròn khách hàng của mình rất khó, phải chi tốn rất là nhiều chi phí để mà tìm kiếm một khách hàng mới. Tuy nhiên, cái điều khó đó nó không hoàn toàn là không thể thực hiện được các anh chị. Mình vẫn có nhiều cách để mà tiếp cận khách hàng mới hoàn toàn miễn phí. Thì em xin được trình bày cái cách đầu tiên, đó chính là tiếp cận khách hàng ở trên Google. Theo chúng ta cũng đã biết thì Google đó chính là một cái bộ máy tìm kiếm lớn hàng đầu trên thế giới này, đúng không ạ? Ai muốn kiếm cái gì, muốn kiếm món gì để mua hoặc là muốn tham khảo những cái sản phẩm mà mình đang có nhu cầu cũng đều lên trên Google, hỏi bác Google hết, đúng không ạ? Đấy, thì trước hết nếu mà mình muốn website của mình được xuất hiện trên Google thì bản thân website của mình phải tối ưu hóa được ha. Đó chính là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm SEO để mà khách hàng có thể biết đến website của bạn. Đầu tiên anh chị lưu ý giùm em ha, để mà tiếp cận được với Google, tiếp cận khách hàng của mình thông qua Google ấy, thì mình cần phải có website. Một chiếc website đơn thuần thôi thì Google cũng đã gọi là đánh giá anh chị và đưa đến cho khách hàng được. Tuy nhiên website ở bên GoSell của chúng em á, là website thương mại điện tử, bởi vì kết hợp hai cái yếu tố là thứ nhất là giao vận kết hợp với bên thứ ba để mà giao hàng đến tay khách hàng của mình một cách nhanh chóng nhất, tiện lợi nhất, giống như là giao hàng tiết kiệm này, giao hàng nhanh này, aha mua này. Và ngoài ra còn mở cho các anh chị mình đó một cái mục mới nữa là tự giao hàng đó, chính tay các anh chị cũng có thể gói món hàng của mình và giao đến cho khách hàng của mình nha. Rồi thêm một hình thức nữa, đó chính là kết hợp thanh toán online. Đây, thì như các anh chị cũng biết là mình đi mua hàng online mà nếu mà chỉ mở cái COD thôi là thanh toán khi nhận hàng á thì thật sự rất là bất tiện. Ngoài việc đó là mình còn sẽ gặp những cái rủi ro giống như là khách hàng đổi ý không muốn mua nữa và bơm hàng của chúng ta, đúng không ạ? Thì ở trên hệ thống GoSell của tụi em mở ra các cái hình thức thanh toán online rất đa dạng, giống như là cho họ chuyển khoản trước, cho họ thanh toán ATM này, banking, internet banking, ATM rồi credit ha, rồi debit, rất là nhiều hình thức thanh toán như thế. Rồi để nói về website thì ở đây em có vạch rõ ra là tối ưu công cụ tìm kiếm SEO, vì mình cần phải hiểu rõ là mình làm SEO trên website như thế nào để cho Google nhận diện được website của mình tốt. Thì em mời anh chị qua slide tiếp theo nha. Rồi cái câu hỏi đầu tiên là tại sao mình cần tăng thứ hạng ở trên Google? Và lợi ích gì khi mà đứng trên top Google như vậy? Anh chị hình dung giúp em ha. Khi mà một người có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm vào trong Google ấy, đó thì họ sẽ gõ từ khóa mà họ muốn tìm kiếm. Em lấy ví dụ, em là một người đang hiện tại có nhu cầu là mua phân bón về để mà trồng cho cây của mình. Đó, thì em lên trên Google em sẽ tìm hiểu là phân bón bán tại thành phố Hồ Chí Minh gần nhất hay gì đó, ví dụ đại loại là vậy. Và khi ấy em bắt đầu xuất hiện những cái website được Google đề xuất. Đây, ví dụ phân bón tại Hồ Chí Minh đi, đơn giản vậy thôi. Thì bắt đầu em nhìn thấy được những website đó đề xuất cho em rất là nhiều ha. Và khi mà em nhìn cái tiêu đề nào gọi là thu hút em nhất thì bắt đầu em mới kích vào em xem. Đây, em lít vào cái website đầu tiên được đề xuất ha.
thì em tìm hiểu hết một lượt ở trong đây được không ạ? Rồi, và em có được những thông tin mà em cần rồi đó. Lúc bây giờ em mới chạy đến cái cửa hàng này để em mua. Thì những anh này nè, những anh trang web, những trang vàng này nè, đó, Hồ Chí Minh top list này, là những anh làm SEO tốt nhất thì mới được lên trên top 1 ở đây ha. Anh chị lưu ý giùm em nha, top 1 đó, top 1, top 2, top 3, top 4, top 5. Như vậy thì đây là những anh mà làm SEO tốt, đồng nghĩa với cái việc là anh không có tốn tiền chạy quảng cáo. Em lấy ví dụ một anh chạy quảng cáo giống như là dịch vụ cây xanh này đi đó, thì khi em mở ra em thấy được cái chữ là được tài trợ, được tài trợ như thế này. À, đây là những anh đang chạy quảng cáo với Google, cho nên là ảnh sẽ được hiển nhiên là ảnh đứng đầu. Và trong cái quá trình đấu giá từ khóa, ảnh có một cái giá thầu cao hơn thì ảnh sẽ xuất hiện trước cái anh mà có giá thầu thấp hơn. À, vậy thì theo anh chị, mình nên lựa chọn hình thức nào để mình đưa cái website của mình tiếp cận đến tay người dùng một cách nhanh nhất ạ? À, chúng mình cùng tham khảo ha. Rồi, tiếp tục làm SEO cho website. À, vậy thì ở đây SEO là gì mà nãy giờ em cứ nhắc đi nhắc lại thế ạ? À? Đó là viết tắt của cụm từ này. Thì mình dịch, mình hiểu nôm na với nhau theo tiếng Việt gọi là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, đúng không ạ? Để cho Google có thể tìm kiếm, có thể là đưa cho cái website của mình lên thứ hạng cao hơn. Đó, vậy thì nếu mình đã được ở một cái thứ hạng cao như thế rồi, cái lợi ích mà khi mà mình đứng trên top như ra, như lúc nãy em mới vừa sợ cho chị coi á, đó chính là mình tiếp cận được với người dùng tốt hơn. Đó, theo anh chị thì nếu hồi nãy này, em mở vô cái trang này, rồi em lựa chọn những anh này, ha, anh đứng thứ hạng mà không cần phải chạy quảng cáo này, và em vô em tìm hiểu những cái giá trị bên trong, những cái sản phẩm mà ảnh đang bán, và bắt đầu em xuống tiền để em mua, đúng không? Chứ em không bao giờ mà em đi lựa những anh mà ở dưới tút tích tích ở tận cái trang, những cái trang sau 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 cùng hết đó, những cái anh đằng xa, dùng sâu dùng xa này này đó, thì không có ai mà rảnh để mà kéo xuống hết để mà coi hết. Thì người ta chỉ quan tâm những cái anh mà đứng top đầu thôi. Đó là cái giá trị và cái lợi ích khi mà được đứng top ở trên Google ha. Và cái việc làm như thế nào để mà mình làm tốt SEO, à, đó là mở bài của chị Ly ạ. Và chị Ly là một trong những trainer của thuộc team tụi em ha. Team tụi em gồm có 4 người: anh Nam, chị Ly, em là Chi và anh Minh, sẽ đồng loạt giới thiệu sản phẩm của mình đến cho quý anh chị ha. Anh chị đón xem ở cái bài tiếp theo giúp em nhé. Bài tiếp theo thì chị Ly sẽ phân tích rõ hơn, cụ thể hơn cho các anh chị. Rồi, khi mà đã làm thành tốt SEO on page, off page, à, việc kế tiếp thì mình sẽ nghĩ, mình liên kết ngay đến cái việc là mình phải tạo ra được những cái bài viết blog mang giá trị đến cho cộng đồng. À, để cho những người dùng khi mà người ta tìm kiếm những cái sản phẩm mà người ta đang muốn, có nhu cầu ấy, thì vô tình người ta chạm được đến cái bài viết blog của mình. À, và trong bài viết blog mình viết ra những cái yếu tố chia sẻ giá trị, à, chia sẻ mẹo vặt. À, em lấy ví dụ là vậy, thông qua những cái tiêu đề mà mình có chứa từ khóa SEO trong đó. Và những từ khóa này cần được nghiên cứu anh chị ha. Cần được nghiên cứu để mà làm sao? Khi mà người dùng người ta search đúng cái từ khóa mà mình đã nghiên cứu tốt rồi ạ, thì bài viết của mình có khả năng được chạm đến người dùng cao hơn. Và khi lượt traffic đổ về, càng nhiều người dùng bấm vào trong cái đường link blog của mình ấy, người ta xem bài viết của mình và người ta ở trong đó càng lâu, thì Google nó tự hiểu là đây là một bài viết có giá trị. Thuật toán của Google sẽ khoanh vùng những cái bài viết nào mà khách hàng ở lại lâu. À, và trong đó cũng không ngoại trừ những cái thuật toán mà người dùng, những người mà viết blog này người ta cài trong đó, ví dụ giống như là backlink đi, à, để cho người dùng mình khi đọc xong bài viết sẽ liên kết những cái link khác, à, để qua những cái trang khác, và họ cứ đi vòng như vậy trong website của mình. Đấy, đó là cái yếu tố đầu tiên để Google xác định được là website của anh chị có giá trị và nâng thứ hạng cho anh chị, chính là thời gian người dùng ở lại lâu trong website. Cố gắng tạo ra những bài viết có giá trị anh chị nhé, và đồng thời là sử dụng những kỹ thuật trong đó. Rồi,
Vậy thì mình tại sao mình lại nói là bài blog đem lại doanh thu thụ động? À, một bài viết blog này tại sao lại mang lại doanh thu thụ động cho seller, cho người bán của chúng ta? Đấy. Bây giờ ha, em là một người có nhu cầu đi mua cây, được không ạ? À? Ví dụ em hỏi về một cái cây đi, à, xương, sen sen đá, chăm sóc như thế nào? À. Rồi. Thì đây, bài viết đầu tiên em nhìn thấy hướng dẫn cách chăm sóc sen đá nhanh lớn cho người mới. Rồi em lít vào em xem. Đó, trong đây chia sẻ những cái giá trị hữu ích cho em. Được không ạ? À? Rồi, nó có những bài viết khác liên tiếp, liên đới. Và mình làm sao nữa ạ? À? Mình tìm hiểu đến website của họ thì mình biết được là họ có bán những cái loại cây này, ví dụ chẳng hạn là như vậy ha. Có những website á, khi mà người ta dùng cái những cái bài viết blog như thế này nhằm mục đích là người ta sẽ kéo kéo đến cái sản phẩm mà người ta muốn bán ha, nó liên kết như thế. Và khi cái bài viết của anh chị á, nó được đứng top liên tục như thế này, à mình duy trì cái thứ hạng ở trên website trên Google ha, thì khi ấy người dùng cứ hễ là tìm kiếm đúng từ khóa là sẽ xuất hiện ra cái bài lóc của anh chị. À, như thế có phải là tạo ra thu nhập thụ động cho anh chị không ạ? Mình không cần làm gì tác động đến cái bài viết lóc này nữa, mình chỉ cần để yên nó ở đó. Và cái người mà có nhu cầu, người ta tự tìm đến mình để người ta mua. Bởi vì bản chất một người khi mà Google, khi mà vào Google để mà tìm kiếm một thứ gì đó, tìm hiểu và quan tâm thứ đó, thì bản chất là người ta đã là một khách hàng tiềm năng của mình rồi. Người ta có sẵn nhu cầu ở đó. À, và người ta tự tìm đến mình thôi, đơn giản là như thế. Rồi, em tiếp tục anh chị ha. Tiếp tục trong những trường hợp á, thì mình cũng cần phải tham gia vào cái chiến dịch Google Ads, Google Shopping. Em lấy ví dụ giống như là mình là một nhãn hàng mới, mình muốn độ phủ sóng thương hiệu của mình rộng rãi, à, nhiều người biết đến hơn. Càng sớm càng tốt, bởi vì trong những quá trình phát triển giai đoạn đầu á, thì em cần người ta nhận diện được em là ai, em bán thứ gì. Bắt đầu em không thể chờ đợi cho cái việc mà làm SEO được, nó quá là lâu, phải mất tới 6 tháng trở lên thì bắt đầu người dùng mới biết đến website của em, như thế thì không ổn. À, cho nên là em sử dụng cái anh Google Ads này hoặc là anh Google Shopping này để em chạy những cái chiến dịch quảng bá thương hiệu của em trong một số những trường hợp thôi ha. Và để làm rõ hơn thì em nghĩ là em cần đưa một cái ví dụ nó chính xác, nó gọi là nó bao quát hơn để cho các anh chị dễ hình dung ra. Đây. Để mình hiểu rõ về cái anh Google Ads này. Được không ạ? Thì em cần các anh chị mình quan tâm đến bốn đối tượng này ha mọi người nhé. Thứ nhất là Google, thứ hai là Google Ads. Google Ads tức có nghĩa là Google quảng cáo, đúng không ạ? Và thứ ba là người dùng, cuối cùng là website. Vậy thì bây giờ để dễ cho các anh chị mình cùng nhau hình dung với em nha, cùng nhau tưởng tượng này, thì mình hình tượng hóa bốn đối tượng trên. Ví dụ anh Google, mình tưởng tượng ảnh là một cái nhà kho, đúng không ạ? Cái nhà kho. Còn tiếp tục anh Google Ads này là những viên xếp hàng ở trong kho. À, rồi thứ ba, người dùng ở đây á, là những người mà muốn vào trong kho để mà lấy hàng, à, để mà chọn lựa hàng hóa, để mà mua hàng hóa, được không ạ? Và cuối cùng website chính là những cái món đồ được đặt ở trong kho. Rồi, hình dung với em tới đây chưa ạ? Đó. Như em đã nói ha, thì Google chính là một cái nhà kho, mà nhà kho này nó khổng lồ lắm các anh chị, nó lớn, rất là lớn, lớn nhất trên toàn thế giới này rồi, đúng không ạ? Đây, một nhà kho khổng lồ, thì bên trong cái nhà kho đó có chứa rất là nhiều hàng hóa này, thì hàng hóa ở đây chính là website. Website này là website trên toàn thế giới luôn, không chỉ riêng ở nước Việt Nam mình không, trên toàn thế giới đều chứa ở đây hết. À, rồi nếu như mà cái việc này nó dẫn đến cái sự lộn xộn khi mà website quá đông xuất hiện, à, dẫn đến cái sự lộn xộn không thể sắp xếp được á, thì chúng ta phải cần có những nhân viên sắp xếp hàng hóa.
Đây, đây những nhân viên sắp xếp hàng hóa này như lúc nãy em có nói là gì ạ? À? Đấy là anh Google Ads ấy. Đấy là những cái thuật toán của Google đề ra để mà giúp đây, giúp cơ có cơ sở để mà đánh giá được website, đánh giá được thứ hạng website. Thì những anh nhân viên này, anh có nhiệm vụ là anh đánh giá xem coi là cái kiện hàng nào tốt, kiện hàng nào có giá trị, hoặc là kiện hàng nào không phù hợp với người dùng, kiện hàng nào là không ổn. Đó, bởi vì sứ mệnh của Google là đưa thông tin đến người dùng một cách nhanh chóng nhất, chính xác nhất, hiệu quả nhất. Đấy, thì là nhiệm vụ của những anh này. Rồi, đến khúc này, nếu như anh chị làm một website ha, đó, mình không thể chờ đợi được cái việc mà làm SEO để mà những cái lượt click tự nhiên từ người dùng tìm kiếm đến mình á, thì bắt đầu lúc bấy giờ mình mới trả phí cho những anh nhân viên ship kho này. Mình trả phí, mình cho ảnh tiền để mà làm sao? Ảnh xem trước mặt hàng của mình. Bởi vì mình vô sao mà mình phải chờ đợi, mình phải xếp hàng mình đợi những người đi trước, những người gửi hàng trước vô kho trước mình. Thì như vậy nó sẽ rất là mất thời gian. Đó, đó là cái việc làm SEO từ 6 tháng trở lên đó các anh chị. Vậy thì bây giờ mình không có muốn lâu như thế, mình muốn nhanh thì mình bỏ tiền cho các anh này. Đó là chính là chi phí quảng cáo Google Ads. Thì khi đó những cái mặt hàng của mình mới tiếp cận đến người dùng. Đây là người dùng này, là những người đang có nhu cầu muốn vào trong kho mua hàng hóa ở trong này, thì mặt hàng của mình được đề xuất lên top đầu tiên và người dùng có thể thấy được, nhìn thấy được. Rồi, mình hiểu với nhau như thế anh chị nha. Và cái gói mà dịch vụ chạy quảng cáo của bên công ty em, công ty GoSale của tụi em cũng có ra thiết lập ra những cái dịch vụ cho các anh chị. Nếu mà các anh chị nào mình có nhu cầu tham khảo á, thì mình hãy liên hệ với website của GoSale anh chị nhé, gosale.vn. Tiếp theo sau đó em đi qua đến cái phần là chiến lược thu thập thông tin khách hàng với landing page. Để em giới thiệu qua về landing page. Thì landing page á là cái trang hay còn gọi là website có một tờ thôi các anh chị. Nó vẫn là website nha, nó vẫn có domain đúng không ạ? Đó, abc.com, abc.vn nó là domain. Thì bản chất landing page nó vẫn là website, nhưng mà nó chỉ có một trang thôi, một trang duy nhất thôi. Còn website của chúng ta thì sao? Có rất 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 là nhiều trang đúng không chị? Mình được phép tạo ra nhiều trang như thế. Anh chị thử hình dung với em ha. Website chính là một ngôi nhà. Mà khi anh chị đi vào trong nhà, chị phải mở cửa ra, mở cổng này, rồi đến cửa cái, rồi mình ghé qua các phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, có phòng giặt đồ, ví dụ là như vậy. Thì những cái phòng đó đó, nó sẽ là những cái trang nhỏ bên trong website của các anh chị. Còn bây giờ khi mà mình dùng cái landing page này để mà mình làm chiến lược chạy quảng cáo á, thì mình chỉ cần nhấc ra một cái phòng trong đó. Bởi vì em đang muốn gửi đến cho khách hàng của em biết chi tiết về phòng ngủ. Không cần phải biết quá nhiều những cái gọi là cái phòng liên quan khác. Chỉ cần biết mỗi phòng ngủ và tập trung đúng mỗi phòng ngủ thôi, thì em sẽ dùng landing page để lên chiến lược chạy quảng cáo. Mà landing page này trong gói GoSale của bên tụi em á, sẽ là sản phẩm tên mang tên là GoLead. Đây chính là một sản phẩm trong hệ sinh thái của GoSale luôn các anh chị. Lúc nãy khi mà em trình bày về website thương mại điện tử á, thì cái website này được mang tên là GoWeb. Đó là gói website thương mại điện tử. Anh chị có nhu cầu thì mình thêm tham khảo thêm nhé. Rồi, khi quay trở lại nói về anh landing page. Vậy thì bây giờ mình làm sao để mà mình phân biệt landing page và website? Bây giờ chỉ nói về cái khái niệm nó chỉ có một trang thôi, cũng hơi khó hình dung. Em chuẩn bị sẵn cho anh chị mình hai cái ví dụ nhé. Rồi, đây là cái trang đầu tiên khi em mở ra. Nhìn vào đây thì em cũng không biết được là đây là landing page hay là website gì hết. Nhưng mà khi em để ý kỹ lại thì đúng là ở đây nó không có những cái trang giống như bên đây. Bên đây là website này. Đó, bởi vì nó có cái đầu trang cố định đúng không ạ? Nó có cái header và bên đây nó có những cái mục khác nhau như thế này. Đây, khi mà em bấm vô cái mục khuyến mãi, nó lại mở ra cho em một cái trang khác.
khác hoàn toàn đối với cái trang chủ lúc nãy. Anh này chính là website, còn anh này là landing page. Anh này hoàn toàn không có những cái mục trang giống như em vừa mới giới thiệu. Lý do gì người ta lại lấy cái landing page để người ta chạy quảng cáo mà không chạy quảng cáo luôn cả cái website nhỉ? Trước đây khi mà website nó du nhập vào thị trường Việt Nam mình, anh chị có còn nhớ không ạ? Nó cũng chỉ là một chiếc web thông tin thôi, cho anh chị lên trên đó đọc được tài liệu, tin tức nè. Giống như những cái trang như kênh 14.vn chẳng hạn, rồi những cái trang liên quan về y tế, sức khỏe hay là giáo dục. Thì lúc đó mình gọi cái đó là website thông tin, bởi vì nó cung cấp mọi thông tin cho chúng ta thôi. Nhưng mà càng lúc thì nhu cầu người dùng của mình phát triển rồi. Có cầu thì mới có cung đúng không ạ? Có nhu cầu thì mới có cung ứng. Thì lúc bấy giờ website nó có thêm một cái phần gọi là hiển thị sản phẩm lên. Mình thiết kế hiển thị sản phẩm lên để cho người dùng có thể tiếp cận được sản phẩm của mình thông qua website. Và lúc bấy giờ có cái nút gọi điện. Ai muốn đặt hàng, ai muốn liên hệ để tư vấn thì gọi điện đến website, đúng không ạ? Và khi ấy mình vẫn làm thủ công, đã có đơn đặt hàng thì bên đây bắt đầu mới đóng gói và người shipper, gọi là shipper bên mình sẽ mang cái món hàng đó tới tay khách hàng. Nhưng mà thời điểm bây giờ là thời điểm phát triển rồi, ai cũng có nhu cầu mua sắm online hết. Cho nên ví dụ một ngày mà cái cửa hàng đó nó có tới 500 đơn hàng thì không thể nào phân bổ hết nguồn nhân lực để giao hàng kịp đến tay khách hàng. Nếu giao trễ thì khách hàng lại hết còn có nhu cầu nữa, hết có nhu cầu sử dụng nữa. Như vậy thì nó sẽ xảy ra những cái vấn đề bơm hàng thì không thể nào tránh khỏi được. Rồi, website thương mại điện tử ra đời. Như lúc nãy em có nói, bắt đầu lúc bấy giờ website nó thể hiện, nó xuất hiện cái giỏ hàng, cái thanh toán online cho khách hàng được phép mua hàng trực tiếp ở trên website mà không cần phải gọi điện đến ai hết. Và khi có những cái đơn hàng xuất hiện ra, đúng không ạ? Thì người chủ doanh nghiệp sẽ xác nhận đơn hàng chỉ bằng một nút chọn thôi. Chạm vào cái là xác nhận đơn hàng. Là khi ấy là những anh shipper bên kia bắt đầu nhận được tín hiệu là bên đây đã chuẩn bị hàng hóa xong rồi và bắt đầu qua lấy hàng của mình đi phân phát lại. Như vậy thì nó kịp thời, kịp lúc, đúng không? Bởi vì sự thành công của thương mại điện tử là giao hàng nhanh, đó, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Và quay vào trong hệ thống của GoSell, em muốn trình bày cho các anh chị mình xem cái mục mà đơn hàng trước cái đã ha. Đó, bởi vì bên em đã liên kết với các bên đơn vị vận chuyển rồi. Đây là những cái đơn hàng này. Rồi, hệ thống cho mình thấy được những cái đơn hàng ở đây. Không ạ? Mình dùng bộ lọc để mình lọc ra kênh bán hàng nào. Đơn hàng đến từ kênh bán hàng nào. Đúng không ạ? Hoặc là mình đang để tất cả thì nó sẽ hiển thị đồng loạt tất cả cho mình. Và khi như em nói là mình chỉ cần bấm vào cái nút là chờ xác nhận đơn hàng này. Đó. Khi em xác nhận đơn hàng này đồng nghĩa với cái việc là bên shipper bên kia họ nhận được tín hiệu. Chỉ rất là đơn giản. Và cái trạng thái giao hàng nó cũng sẽ được tự động cập nhật ở trên này cho các anh chị luôn. Rồi. Quay trở lại với landing page của chúng ta. Rồi ha. Đây là landing page nè. Đây là website nè. Rồi. Vậy thì lúc bấy giờ người ta mới thử nghiệm, người ta mới dùng website để mà người ta đi quảng cáo. Đi quảng cáo với Google, đó, quảng cáo với Facebook một kia nè. Tuy nhiên là người dùng vào trong website á, để mở lại ha. Người dùng vào trong website, người ta coi thì bắt đầu người ta chỏ lung tung hết, người ta đi lung tung hết tất cả các trang này. Và cuối cùng mình không thu lại được cái mục đích gì hết. Không thu lại một cái giá trị nào hết. Chính vì thế mà landing page nó đã ra đời. Đây, em kéo cho các anh chị coi ha. Tập thử miễn phí nè. Khi mà mình nhấn vào nút này á, nó sẽ hiện ra họ và tên, số điện thoại. Chỉ có nhu cầu chúng ta để lại họ, tên và số điện thoại và gửi đến người ta nhé. Trong đây còn có gì nữa? Truyền đạt hết tất cả những cái thông tin, kể những cái câu chuyện của nhãn hàng. Đây, kể câu chuyện của nhãn hàng. Và khi mình trượt một đường dập kéo xuống như vậy thôi á, thì cái mức độ tập trung của người dùng đối với landing page là cao hơn website rất nhiều. Bởi vì bấm vô những cái vị trí này nó đều không di chuyển qua nơi khác. Còn website nó lại
backlink nó lại di chuyển qua nơi khác được. Đó, đó là cái ưu điểm của landing page. Đúng mà. Đây, đây chính là một cái mẫu landing page mà để thu thập data khách hàng. Rồi, chúng ta đến với những mẫu data khách hàng nha anh chị nhé. Đó, là nãy là em đã trình bày hết hai phần này rồi này. Thì cái nhiệm vụ đầu tiên của landing page chính là thu thập data khách hàng. Rồi, và càng phát triển hơn nữa, người ta cho phép bán hàng trực tiếp trên landing page. Rồi, có một dạng landing page tiếp theo, đó chính là landing page điều hướng gia tăng tỷ lệ chuyển đổi. Thì cái landing page này á, rất là quan trọng trong cái việc mà anh chị muốn tăng traffic cho website của mình. Mình làm ra nhiều cái landing page để mà khi mình gọi là mình phổ biến cái landing page, tất cả những cái landing page của mình có lên trên các diễn đàn mạng xã hội hay là những nơi mà có đông người dùng để mà mình thu hút traffic á, thì á, nó sẽ đổ thành một cái phễu ha. Mình sẽ để phễu để mà liên kết về website của mình. Đó, khi người ta liên kết vào trong landing page, người ta sẽ được điều hướng những cái bài viết của mình á, mình mang tính thuyết phục cao để họ click vào cái chữ là đi đến website chẳng hạn, để mà mình điều hướng tới website. Rồi, quay vào trong landing page của hệ thống GoSell của em, được có tên là GoLead các anh chị. Thì landing page của bên tụi em sẽ hỗ trợ được những gì cho doanh nghiệp của mình? Thiết kế đa dạng, đó là yếu tố đầu tiên. Tụi em sẽ có đa dạng những cái mẫu mã để cho các anh chị lựa chọn nè. Bởi vì bản chất là nếu mà mình thích ít cái mẫu quá thì lại nhàm chán. Còn bên phía của tụi em thiết kế ra đa dạng mẫu mã cho các anh chị. Đồng thời là có những cái mẫu mà nó được tự do cho các anh chị mình thiết kế theo ý của mình luôn. À, những anh chị nào mình có bộ phận mà viết về HTML thì mình sẽ sửa đổi lại những cái bố cục, thay đổi nó, thay đổi landing page theo ý thích của anh chị, hoàn toàn được hết. Tiếp theo, tên miền ha. Thì bên em thì sẽ có cái tên miền miễn phí. Nói chung là sẽ làm ra được rất là nhiều, rất là nhiều cái trang landing page khác nhau ha. Không có gọi là giới hạn về cái sản xuất ra landing page, N cái cũng được nữa, đúng không ạ? Còn đối với tên miền riêng á, thì anh chị được phép gắn một tên miền riêng của mình đã có sẵn vào ha. Và đồng thời nó cũng sản xuất ra không giới hạn landing page luôn, vô số nha anh chị. Rồi, có kết hợp thêm Google Analytics. Đây là một công cụ đo lường của Google, đo lường lưu lượng truy cập. Ví dụ giống như anh chị muốn biết được là website của mình có bao nhiêu người viếng thăm, có bao nhiêu người đang thích bài viết, đang đọc bài viết này, có bao nhiêu người đang xem sản phẩm nọ, thì anh chị dùng cái công cụ Google Analytics này để mình theo dõi. Và landing page của bên tụi em cũng đã có tích hợp anh Google Analytics này vào luôn. Rồi, tiếp tục là tới anh Facebook Pixel. Facebook Pixel hay mình còn gọi là quảng cáo bám đuôi các anh chị. Đó, mình tạo ra những con pixel như thế và mình gắn lên landing page của mình. Khi mình cho nó chạy quảng cáo và mình thu về kết quả là data của khách hàng này. Ngoài ra bên cạnh đó, những người mà không để lại data cho mình á, là không có gửi giống như cái nút hồi nãy là điền họ tên số điện thoại xong rồi gửi đăng ký tập thử á, thì mình hoàn toàn không biết được là có sự hiện diện của họ. Họ đã từng vào landing page của mình hay chưa, mình không biết được. Nhưng mà nhờ cái con Facebook Pixel này sẽ giúp mình biết được những đối tượng đó. Tuy nhiên là mình cần phải lấy cái con Facebook Pixel này, mình sẽ để lại trên cái trang landing page tiếp theo. Em ví dụ nha, landing page A1 thì em gắn pixel, con pixel A1 vô landing page A1. Và sau đó em dùng cái con pixel A1 đó em gắn cho trang landing page A2 để tiếp tục em lại chạy tiếp quảng cáo tiếp cái trang landing page A2 và những người đã từng vào trang landing page A1 đều sẽ thấy lại sản phẩm của mình. Đó, nó chính gọi là quảng cáo bám đuôi chị ha. Rồi còn gắn được tab theo dõi nữa các anh chị. Khi mà gắn tab theo dõi như vậy thì anh chị sẽ theo dõi được cái lưu lượng khách hàng nó đổ về, data lead đổ về để mình so sánh chất lượng, coi là cái landing page nào nó thu thập data tốt hơn, cái landing page nào có được nhiều đơn hàng hơn. Đó, ví dụ là vậy. Mình mở bong bóng chat được ở trên đây là những cái nút mà ở phía bên cạnh dưới này nè, người ta muốn nhắn tin cho mình
À, người ta muốn nghe tư vấn thêm thì có thể dễ dàng là để lại tin nhắn cho mình, chat trực tiếp hai bên với nhau. Rồi, và còn SEO on page, đúng không ạ? Tiếp, landing page của bên em nè, có dạng thu thập thông tin khách hàng, mẫu bán hàng, mẫu thu thập thông tin và bán hàng trực tiếp luôn. À, và cái mẫu trung gian chuyển đổi. Đây. Thì những mẫu này á, nó có rất là nhiều nhiệm vụ đây, gọi ra tư vấn bán hàng ha, hoặc là nuôi data khách hàng này, phát triển hệ sinh thái đó. Đó là mục đích khi mà mình dùng cái landing page thu thập thông tin khách hàng là thế. Còn bán hàng thì sao? Bên em có kết hợp với flash sale, à có giảm giá nữa, mình làm được giảm giá trên landing page này luôn ha, để mục đích là mình bán nhanh được cái sản phẩm đó. Rồi cái mẫu mà thu thập thông tin và bán hàng trực tiếp này nè, nó có rất là nhiều sự lựa chọn đa dạng, nó cũng có mục đích là bán nhanh sản phẩm. Còn mẫu chuyển đổi thì sao ạ? À? Mình phải thuyết phục khách hàng để chuyển đến trang chủ đích bằng bằng những cái câu chuyện mình kể ra với khách hàng. À, như lúc nãy em có nói rồi đó, những câu chuyện mình kể về thương hiệu của mình để mình gần gũi với khách hàng của mình hơn, và mục đích cuối cùng vẫn là thuyết phục họ bấm vào cái nút chuyển đổi á, để đi đến website của mình. Cách tiếp theo em xin được giới thiệu với các anh chị đó là cách gián tiếp khi mà có được khách hàng nhờ vào mạng lưới cộng tác viên. Không biết là các anh chị ở đây là mình đã từng làm cộng tác viên cho một ai đó chưa, hoặc là cửa hàng của mình có tuyển cộng tác viên không ạ? À, cộng tác viên ở đây á, chứ có nghĩa là mô hình affiliate, tiếp thị liên kết. Đó. Thì cái cộng tác viên affiliate này á, nó đang trở thành xu hướng rồi các anh chị, rất là phổ biến rồi, bởi vì nó phù hợp với mọi lứa tuổi. Ví dụ em là sinh viên, em chưa có thêm thu nhập, à em muốn làm cộng tác viên này á, để mà em nhận được cái hoa hồng và em không cần phải bỏ vốn gì hết khi mà mình bán sản phẩm. Rồi những bà mẹ bỉm sữa ở nhà cũng làm được công việc này đó, thậm chí là những em học còn đang đi học cấp 3 cũng có thể làm được những công việc này luôn đó. Nó đang rất là phát triển trên các diễn đàn hoặc là các mạng xã hội. Mạng xã hội ở đây là em nói về những cái mạng giống như Facebook, TikTok đó, rất là mạnh mẽ. Rồi, để giải thích kỹ hơn về cái mô hình dropship này, mời anh chị mình xem cái slide mẫu nha. Thì đây, em ở đây là một khách hàng, thì bạn của em á, nó mới gửi cho em một cái đường link, à, nó giới thiệu về cái sản phẩm này đang được giảm giá đó. Em bấm vô cái link này em mua thì em mới được giảm giá. À, phải mua đúng bằng cái link này nha. Đấy, thì bắt đầu em mới tò mò, em mới click vào link em xem thử coi là sản phẩm gì đây mà được giảm giá, được không ạ? À? Theo như cái lời giới thiệu của bạn em. Thì lúc bấy giờ em mới vào ở trong cái website của anh chị đi. Đó, em coi em lựa chọn những cái cây sen đá hay là những cái loại phân bón hóa học như thế nào đó. Bắt đầu em mới thấy phù hợp, những sản phẩm phù hợp với em và em đặt hàng, em mua hàng thành công. À, đây, đến your store này, website của anh chị. Đây, đóng gói này và giao hàng đến em thành công này. Mặt hàng này khi em được nhận thành công rồi thì cái anh mà giới thiệu cái đường link đó cho em á, ảnh mới được nhận hoa hồng đó. Ảnh được nhận hoa hồng bởi vì cái đơn hàng đã được giao đến tay em thành công rồi, được không ạ? À? Mô hình đó là như thế. Trong hệ thống GoSale cũng đang triển khai cái sản phẩm là affiliate đó các anh chị. Đây, sản phẩm tiếp thị liên kết ha anh chị ha, cộng tác viên. Bởi vì thông qua cái hình thức mà mình gây dựng mô hình cộng tác viên này á, đồng thời là mình gián tiếp có được khách hàng luôn. Đây, trong đây thì chia ra làm hai mảng anh chị ha. Một bên là tiếp thị, thì cái tiếp thị ở đây mang ý nghĩa là dropship các anh chị, không cần phải bỏ vốn gì hết, chỉ cần là mình có đường link, à mình đi rải link á, cái cụm từ rải link nghe quen không chị? Rải link á, là có người chốt đơn thành công là mình đã nhận được hoa hồng rồi. Còn về cái phía bán hàng reseller này nè, là mỗi một đại lý con của anh chị á, anh chị mua cho họ những người họ mỗi một người một cái website, rất là tiện ích khi mà anh chị có một cái chiến lược gọi là thu nạp đại lý đi.
Mình sẽ tặng quà cho họ, mỗi một người có thêm một cái website. Còn mình là một cái website chủ, mình sẽ chuyển hàng từ website mẹ sang xuống website con. Đó. Quay lại với cộng tác viên tiếp thị dropship nha anh chị ha. Thì ở đây hệ thống đôn xe của tụi em rất là rõ ràng ở cái khoản này, chiết khấu này. Mình sẽ phải cài đặt chiết khấu cho họ. Được mà. Vì có những cộng tác viên người ta vô trước, cộng tác viên người ta mới vô, thì không thể nào hai anh này nhận được mức chiết khấu bằng nhau hết. Mình phải khuyến khích những cái người mà làm lâu năm cho mình để mình giữ chân họ ha, về mặt chiết khấu. Và nâng cấp hơn nữa là mô hình của bên em á, là đang được triển khai, đã được triển khai rồi, đó là cộng tác viên đa cấp. Đây, chị hình dung giúp em mô hình đa cấp ha. Có một anh cấp 1 đứng đầu, anh tuyển vô thêm 3 anh cấp dưới ảnh. Đây là cấp 2, đúng mà. Và từ 3 anh cấp dưới này, anh lại tuyển thêm 9 anh tiếp theo. 9 anh này là cấp 3. Đó, cộng tác viên dropship mà theo mô hình đa cấp bên em đã triển khai cái vụ này, cái tính năng này rồi anh chị ha. Đó, chức danh cộng tác viên này. Đấy. Thì khi mà mình xây dựng nhận được cái mô hình mà cộng tác viên đa cấp nhẹ, nó sẽ là cái mô hình rễ hút và nó ăn chắc mặt bền ở chỗ này. Rồi, đơn hàng, mình theo dõi được đơn hàng. Đâu mà theo dõi được thông tin khách hàng. Đó. Rồi về khoản thanh toán cho họ. Đây, rất là dễ dàng. Khi mà cuối tháng rồi ha, em cần phải lọc ra số lượng những cộng tác viên nào mà có đơn hàng để mà em phải chi trả cái chiết khấu cho họ. Như lời hứa lúc đầu của mình, thì lúc bấy giờ em sẽ nhìn vào đây để em biết được là cái số lượng tiền mà em chưa có thanh toán cho người ta nè. Đó, em xuất cái file báo cáo này ra để mà em làm việc thanh toán, nhập chi trả cho họ. Và về phía cộng tác viên của mình á, chỉ cần là lên website để mà tham khảo, để mà xem những cái thông tin mà mình đã thanh toán hay chưa ha. Đây, em vào website nha. Đó, một cộng tác viên này. Đó, muốn đăng ký trở thành cộng tác viên cũng rất là dễ dàng. Chỉ cần mình điền lại hồ sơ thông tin và mình gửi về thôi là được. Đó, mỗi khi mà bây giờ mình muốn có, gọi là muốn tạo link đi bán hàng đi ha, là mình bấm vô chữ tạo đường dẫn, rồi mình bỏ cái link của website ra, bỏ cái link sản phẩm của website, mình bỏ vào đây và mình tạo ra. Nó sẽ cho ra một cái checking link riêng biệt của mình. Em lấy ví dụ nha. Em lấy ví dụ là sản phẩm bánh nào nhiều tiền xíu. Rồi em copy link này, thao tác cực kỳ đơn giản. Cho nên là cái việc mà minh bạch trong cái câu chuyện thanh toán chi trả này á, nó hoàn toàn là chính xác, không có lệch đi đâu được hết trơn. Đó, rồi bắt đầu em mới bỏ vô phần cộng tác viên. Em mới tạo đường dẫn bán hàng. Rồi, em tạo ra. Thì anh chị có thấy không ạ? Đây, em copy ha. Em bắt thử qua bên này nha. Đó, cái đuôi của nó sẽ là chi chi 01. Tức nghĩa là có dính cái mã số của em vô rồi đó. Thì khi cái khách hàng mà người ta truy cập vào đường link này, người ta mặc dù là không mua đúng cái sản phẩm này, mà người ta đi vòng vòng trong website, người ta xem những cái sản phẩm khác người ta mua, thì em vẫn được tính hoa hồng, miễn là cái người chủ shop này có cài đặt chiết khấu về những cái mặt hàng đó cho em hay không nha anh chị ha. Cho nên là rất là tiện lợi. Cái này là lợi ích của những bạn mà làm cộng tác viên á, rất ổn áp. Thì thông qua cái việc mà mình xây dựng lên một cái tổ chức, làm cái mô hình cộng tác viên như thế này á, thì mình càng có nhiều nhân viên bán hàng cho mình hơn, đúng không? Thay vì là mình phải nuôi một đội quân sale, mình phải tốn những cái chi phí hàng tháng cho họ, đó, trả lương cứng, đúng không ạ? Đó. Còn trong khi đó mình có một cái mô hình cộng tác viên này, bởi vì họ là những người tiếp thị liên kết mà, họ không cần phải xuất hiện trên công ty của mình gì hết, họ không cần phải có mặt ở trên văn phòng, họ chỉ cần rải lên thôi. Đấy, thì như vậy cái việc tiết kiệm chi phí ở đây á, nó diễn ra nó được tối ưu hơn, thay vì mình phải thuê một đội sale. Và cái công việc mà đi rải link á, đối với thời buổi bây giờ nó cực kỳ đơn giản nữa. Thậm chí là lên trên mạng xã hội TikTok đi, mình quay một cái video, mình review về cái sản phẩm
Thí dụ giống như dầu gội, em xài tốt, em thấy sản phẩm này tốt, em review. Và anh chị nào mà có nhu cầu mua thì mình bấm vào link này. Đó là một cách để mà mình tiếp thị rồi. Thì những cái công việc như thế anh chị không cần phải nuôi quân đúng không? Không cần phải nuôi quân họ. Đấy. Rồi, em chuyển sang cái phần tiếp theo. Bởi vì mình một khi mình đã giữ, mình đã tìm kiếm được khách hàng mới rồi, mình buộc lòng làm sao đó mình phải giữ chân được người ta, đúng không ạ? Tiếp tục mình giữ chân khách hàng để mà gia tăng doanh số bán hàng anh chị nhá. Thì ở đây em cũng đưa ra một số cái hướng giải quyết. Em đọc đâu đó có một tờ báo người ta nói như này, cái chi phí mà để có một khách hàng mới nó mắc, nó nhiều hơn, nó tốn gấp là 5 đến 7 lần so với cái việc giữ chân một cái khách hàng cũ. À, theo chị thì có đúng không ạ? Tại sao nó lại mắc nhiều dữ vậy nhỉ? Mắc 5 đến 7 lần như vậy. Có phải là khi mình tìm kiếm khách hàng mới, mình phải chạy quảng cáo nhiều không ạ? À, ví dụ chẳng hạn như lúc nãy em vừa nói, chạy quảng cáo với Google, chạy quảng cáo với Facebook, đó, chạy quảng cáo TikTok để mà mình tìm kiếm khách hàng mới, mình muốn có đơn hàng mới. À, thì những cái chi phí quảng cáo đó thời điểm bây giờ rất là tốn kém. Và thậm chí là cái mức độ mà hên xui rủi ro nó còn nhiều hơn nữa. À, lỡ giống như một ngày đó mình chạy kinh phí là 2 triệu đồng nhưng mà không thu lại được kết quả bao nhiêu hết. Số người mà để lại số điện thoại cho mình, số khách hàng để lại số điện thoại thì chỉ được có 10 người thôi. Vậy thì chia ra một cái list như vậy đó, một cái thông tin khách hàng như thế chỉ nó tới 200.000 đồng lận thì quá mắc đúng không ạ? Rồi. Mà còn chưa biết là mình có chốt được cái khách đó không nữa. Rồi. Vậy thì bây giờ phương pháp để chúng ta giữ chân được khách hàng. Anh chị theo dõi giùm em cái slide này nhé. Ngày trước kia thì người ta áp dụng cái mô hình funnel này, nó là cái phễu. À, anh chị có còn nhớ không ạ? Chúng ta chỉ liên tục đi tìm kiếm khách hàng mới thôi và không hề là để ý đến khách hàng cũ của chúng ta như thế nào hết. Đội marketing làm truyền thông thu hút khách hàng, rồi chuyển sang cho đội sale, cho đội sale để mà họ chốt sale. Rồi. Và cuối cùng là mình có khách hàng ở đây. Và liên tục như thế, cứ việc mà đi tìm khách hàng mới, đi tìm khách hàng mới như thế hoài, thì thậm chí là người ta suy ra được một câu chuyện, đó là tốn nhiều thời gian, công sức, chi phí. Trong khi đó, cái khách hàng hiện có của mình á, là người đã trải nghiệm sản phẩm của mình rồi và khả năng mua lại của họ là cực kỳ cao. Cho nên, thời điểm bây giờ người ta sử dụng cái mô hình flywheel. À, đó là một cái mô hình bánh xe, mô hình vòng tròn như thế này. Đội marketing tìm kiếm được lead đem về cho đội sale. Đội sale thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm. Và sau khi sử dụng sản phẩm đó, mình có cái chế độ hậu mãi là những người chăm sóc khách hàng. Bộ phận chăm sóc khách hàng này sẽ tham gia vào cuộc để chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng. À, ví dụ hỏi thăm, anh ơi, anh có sử dụng có thấy hài lòng hay không? Đúng không ạ? Đó là những cái điều nhỏ nhặt nhưng mà giúp chúng ta duy trì được mối quan hệ với khách hàng. Rồi. Đây là cả một cái hành trình. Rồi, anh chị nhìn giúp em ha. Thì cái việc đầu tiên á, khi mình muốn thu hút một người lạ quan tâm đến cái website của mình chẳng hạn, thì lúc này em cần phải viết blog ở trên website này. Em làm, em treo những cái banner ở trên website của em. Em làm mọi thứ để cho người ta là có sự thu hút đến theo. À, và thậm chí là mình sử dụng mạng xã hội nữa để mà mình tuyên truyền. À, mình phải có được những cái bước đầu tiên là thu hút được khách hàng chứ cái nào. Rồi, khi đến cái giai đoạn chuyển đổi này, từ một người lạ mà chuyển đổi thành một cái người mà có cái hành vi là ghé thăm vào website của mình á, anh chị nghĩ xem nó có khó hay không ạ? Thì bắt buộc là mình phải có cái gì thu hút người ta mới ghé vào thăm website của mình đúng không ạ? Thông qua những bài viết blog đó, thông qua những cái tiêu đề mà gọi là nó thu hút khách hàng đó, thì người ta sẽ click vào để mà người ta xem bên trong mình thể hiện cái gì, có giá trị giúp ích gì cho người ta hay không. Lúc bây giờ người ta chuyển đổi thành giai đoạn
khách hàng này có hơi hơi tiềm năng rồi nha. Thì bây giờ ở bên trong cái website của mình thể hiện gì? Mình mở form liên hệ lên đó, mình mở những cái call to action là kêu gọi hành động. À, ví dụ mua sản phẩm này trong ngày hôm nay sẽ được giảm giá 50%, ví dụ là vậy. Mình phải cho những chương trình khuyến mãi mạnh mẽ được xuất hiện cho người ta thấy. À, và thậm chí mình sử dụng cả cái landing page nữa để mình thu hút được những cái đối tượng này. Rồi, bắt đầu đến cái giai đoạn mà chốt sale rất là quan trọng. À, mình đã có được list rồi hai anh chị ha. Khi mà họ điền form như thế này nè, là họ để lại thông tin data, họ tên, số điện thoại, địa chỉ, đúng không ạ? Thì nó trở thành một cái list. Nếu mà họ không cho mình số điện thoại, không cho mình những cái gọi là cái kết nối nào để mà mình liên hệ được với họ, thì nó không được gọi là list. Thì lúc bây giờ khi có được list rồi, thì bộ phận nhân viên tư vấn sẽ bắt đầu tư vấn cho họ. Đó, được không ạ? Mình lưu trữ thông tin của họ trên CRM, và hệ thống câu xe của tụi em cũng có luôn anh chị nha. Tức có tích hợp sẵn CRM. Thì CRM là gì? Đó là Customer Relationship Management. Đó là cái phần mềm mà để quản trị mối quan hệ với khách hàng. Đó, nó lưu trữ lại hết tất cả những trường thông tin của khách hàng này. Thậm chí là anh chị còn gắn thẻ được cho từng khách hàng để mình phân biệt được là khách hàng này có sở thích như thế nào. Khách hàng này là anh này ảnh hay đặt hàng xong rồi im ru lắm, ảnh không chịu thanh toán, ví dụ là vậy. Đó. Thì lúc bấy giờ ha, mình lưu trữ lại những cái email của người ta nè, đó, những cái workflow nè. Rồi, khi đã chốt sale xong, mình cần làm gì nữa các anh chị? Delight là mình phải chăm sóc họ, làm một cách làm sao cho họ cảm thấy hài lòng á. Đó, chứ không phải mình mua một cái sản phẩm xong rồi không được ai gọi điện để mà hỏi thăm là sử dụng có tốt không, hoặc là anh chị có biết cách sử dụng hay không, sử dụng có đúng không chẳng hạn, vậy thì cảm thấy rất là buồn, đúng không mọi người? Thời buổi bây giờ nếu như mà một doanh nghiệp nào mà không biết cách chăm sóc khách hàng của mình á, sẽ để mất khách hàng. Rồi, để mà được như vậy á, mình sẽ phải có những cái buổi khảo sát diễn ra, gọi điện ra chăm sóc, rồi cho họ những cái bản đánh giá đó. Thì dựa trên những cái đánh giá của họ, mình sẽ cải thiện được chất lượng sản phẩm cũng giống như là dịch vụ của mình. Và từ cái bước mà biến những anh khách hàng này khách hàng trung thành này rồi, trở thành những anh promoter, là những người đi làm tiếp thị cho mình á, đó, nó là cái giai đoạn mà mình cần phải cho họ thêm giá trị nữa. Giai đoạn này khó anh chị ha. Đó, một cái hành trình của khách hàng của chúng ta. Rồi, quay trở vào trong hệ thống GoSale. Như lúc nãy em có nói với mọi người là bên hệ thống GoSale á, là một cái hệ thống quản lý bán hàng đa kênh. Đó, thì đa kênh như thế á, khách hàng của chúng ta từ rất là nhiều kênh đổ về. Ví dụ kênh website, kênh ứng dụng, kênh landing page, kênh social. Social tức có nghĩa là Facebook, Zalo. Đó. Rồi, thì rất là nhiều kênh đổ về và thậm chí trên các sàn thương mại điện tử nữa. Đây, Shopee, Lazada, GoMua, TikTok. Đó, đổ về khách hàng nhiều thế mà mình không có một cái nơi nào để mà mình lưu trữ lại thông tin của khách hàng. Thì thật sự là đáng tiếc, đúng không mọi người? Tại vì nếu mình không giữ lại được data của khách hàng á, thì mình không bao giờ mở rộng được cái vòng tròn khách hàng hết. Rồi, ở trong cái mục này, nó thể hiện ở chỗ là khách hàng. Đây. Đó, thông tin của khách hàng chúng ta sẽ được lưu trữ tại đây hết. Khi mà anh này có phát sinh, ví dụ anh Bảo có phát sinh đơn hàng đó, thì khi anh để lại những cái thông tin cá nhân của ảnh, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, thì tự động cái hệ thống này nó sẽ quét vô, nó quét vô trong CRM, nó lưu trữ lại tự động hết nha mọi người ha. Và ngoài ra mình còn nhập được, nhập tay đó, giống như là anh chị đã từng có một cái data nào đó, một loạt cái danh sách thông tin khách hàng, anh chị có quyền được nhập vào trong hệ thống để chúng ta đồng bộ hóa nó. Và mình xuất ra được cái danh sách này. Đấy. Hoặc là tạo khách hàng mới, tạo một người á. Đây này. Đây. Còn cái này là mình nhập hàng loạt anh chị ha. Rất là đơn giản. Rồi.
Khi nhìn vào đây anh chị sẽ thấy được cái phần là phân nhóm khách hàng nữa. Tại sao lúc nãy khi mà em nói là mình gắn thẻ được cho khách hàng đó anh chị? Để mà làm gì? Để mà mục đích mình phân nhóm khách hàng ở đây nè. À, anh này là thường xuyên bơm hàng của tôi. À, bây giờ mình gộp lại những cái anh mà thường xuyên bơm hàng vậy mình cho vào danh sách đen. Hoặc là những cái chị những chị này có sở thích là mặc đầm trắng thì á, khi mà shop thời trang của mình á, về những cái mẫu đầm trắng mới á, bắt đầu mình mới gộp thông tin những cái người này lại vô một cái group khách hàng. Đây, tạo nhóm khách hàng ha, rất là đơn giản. Đó, hoặc là sản phẩm đã từng đã mua đó nè, thông tin khách hàng ở đây cũng được nè, thẻ khách hàng nè. À, mình gắn tắt, gắn thẻ cho họ là mình có thể nhóm lại họ lại một cái group được rồi. Nhóm lại như vậy, và tiếp theo nữa mình sẽ làm gì với cái nhóm người này đây? Nhóm lại xong rồi á, anh chị làm một cái email marketing đến cho họ. À, trong đây thì mình có nè, tiếp thị nè, đó, có phần chiến dịch email nè, mình gửi đồng loạt email marketing đến cho họ. Đó, bởi vì chỉ khi mà mình trao cái gọi là cái thông tin mà đúng người đúng thời điểm thì họ mới cảm nhận được cái giá trị của cái sản phẩm của mình mang tới. Nếu như mà bây giờ mình gửi đồng loạt cho những người mà đã từng ghé thăm shop của mình á, thì nó tốn thời gian của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gửi cho những người mà họ không có nhu cầu thì họ sẽ cảm thấy bị làm phiền, đúng không ạ? Mình chỉ cần gửi chính xác cho cái người mà mình cần gửi thôi. Rồi, ngoài ra mình có cái thông báo đẩy ra nè. Nếu như mà anh chị nào build app á, là build ứng dụng của bên em á, thì mình dùng được cái tính năng thông báo đẩy này ha. Nó rất là trực tiếp, bởi vì ai cũng đã có smartphone để mà dùng hết rồi ha. Thì khi mà mình có tải app của bên cửa hàng của anh chị, bắt đầu anh chị gửi thông báo đẩy thì trực tiếp em sẽ nhìn thấy được cái thông tin đó đến tay em nhanh hơn. À, đó là thông báo đẩy anh chị nha. Rồi, lúc nãy em có nhắc tới cái bên phía mà Go Chat, Go Social anh chị. À, là những ai mà bán hàng trên Facebook, Zalo nè, thì mình sử dụng cái sản phẩm Go Social để mà mình kết nối vào. À, nãy giờ thì em nhắc cũng nhiều lắm rồi ha. Thì những cái sản phẩm của GoSell mình á, nó gồm có Go Web nè, Go App, Go Social, à rồi Go Lead, Go BOS nữa. BOS là dành cho những anh chị nào mà bán hàng ngay tại quầy á, mình cần có cái máy, một cái hệ thống gọi là quản lý bán hàng á, cái bot nè để tính tiền nè, ra bill, in bill kia. À, mình dùng cái hệ thống này để mà mình quản lý được đơn hàng, và ngoài ra còn quản lý được khách hàng của mình nữa anh chị ha. Và cuối cùng là cái GoCore. Thì cái GoCore này là cái tổng đài ảo, đúng không chị? Giống như lúc nãy em có nói á, trong cái hành trình mà mình chăm sóc khách hàng của mình á, thì mình cần phải gọi điện ra để mà mình chăm sóc họ, hoặc là mình gọi điện tới để mình tư vấn sản phẩm cho họ, thì cần phải có một cái hệ thống tổng đài. Bởi vì anh chị thử hình dung với em nhé, mình cứ mãi chat trên gọi là chat qua chat lại á, trao đổi qua trao đổi lại á, thì nó không bao giờ bằng được một con người tư vấn với một con người hết. Giữa người với người khi mà mình giao tiếp thì cơ hội chốt sale thành công cao hơn, đó là có khả năng nha. Rồi, website của chúng ta nè anh chị ha, mình nhìn bao quát qua về cái sản phẩm website thương mại điện tử của bên em ha. Đây, khi mà cái việc chỉnh sửa nó rất là dễ dàng cho các anh chị. Đây nè, mình up logo cửa hàng ở đây, up verification ở đây, logo ứng dụng ở đây, là bên trong đây có các element, muốn chỉnh gì vô đây cũng chỉnh được hết. Banner quảng cáo này, đó, những cái banner trượt như thế này nè. Rồi, và ngoài ra là những cái element này á, nó được gọi là di chuyển được, chứ nó không có bị fix cố định, nó không có cố định ở trên website của mình đâu ha anh chị ha. Đó, mình muốn tắt cái nào á thì mình bấm vô nút xóa ở đây, hoặc là mình di chuyển lên hoặc xuống ở đây, rất là đơn giản để mà dễ dàng thực hiện, có ngay cho mình một website thương mại điện tử. Bởi vì tất cả đều cần phải cần có tới website hết. À, bản chất website là một cái nhà riêng của mình mà, không phải phụ thuộc bất kỳ vào ai, không có giống như là mình bán hàng trên các sàn thương mại điện tử mình phải bị phụ thu những cái gọi là phí hoa hồng trên một đơn, phát sinh trên một đơn, hoặc là mình phải mua những cái gói free ship, gói miễn phí vận chuyển. Đó. Hoặc là mình mua những cái chương trình khuyến mãi chạy flash sale ở trên đó. Đó là những cái chi phí mà tốn kém rất 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 là nhiều.
Còn trong khi đó website của mình tự làm ra những cái dịch vụ marketing hoàn toàn miễn phí, mà những cái bài bài về marketing này sẽ được thể hiện ở những cái bài của anh chị tiếp theo, các anh chị nhớ đón xem nha. Đó, mình làm những cái ưu đãi giảm giá này hoàn toàn miễn phí luôn, không tốn một đồng phí nào hết. Và khi có phát sinh đơn hàng, mình không phải chịu bất kỳ hoa hồng nào cho ai hết, bởi vì đây là sân chơi của tôi. Và như vậy là em đã trình bày xong cái chủ đề ngày hôm nay, đó là làm cách nào để mình tìm kiếm được khách hàng mới và đồng thời giữ chân được các khách hàng cũ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã cùng nhau theo dõi cái chủ đề ngày hôm nay. Và chúc các anh chị mình phát triển thành công trên con đường tương lai phía trước nữa ha. Và có những nhu cầu thắc mắc gì hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của bên tụi em gosell.vn. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.